Và sau đây là sự chua chát của tác giả Peter Nguyễn Thanh đang trên trang Facebook Khai Trí vào ngày 4 tháng 12 về những sự việc chướng tai gai mắt của một sứ người Việt tại Mỹ. Mời quý vị cùng chia sẻ. Quá là tự hào cho dân tộc Việt Nam thời sản cộng. ABC News ngày 1 tháng 12, cảnh sát California truy nã 600 du học sinh Việt trong cơn sa trục xuất vĩnh viễn. Theo báo cáo Ủy ban Tội phạm và Tham nhũng, việc phát hiện những tội phạm trong cơn sa đến từ Việt Nam mỗi lúc một gia tăng. Cho đến nay, những người bị kết án và bỏ tù chỉ là con chốt. Những thành viên thấp cổ bé họng nhất, họ là những người có cấp bậc thấp nhất trong hệ thống, những người trực tiếp làm công việc trong trọt, những người đã đến Hoa Kỳ với hy vọng có một cuộc đời tốt đẹp hơn, những người vì hoàn cảnh bị buộc phải gánh chịu một rủi ro lớn hơn số tiền nhỏ họ kiếm được. Họ là những sinh viên tìm đến Hoa Kỳ theo đuổi một tấm bằng đại học ở Hoa Kỳ nhưng đã bỏ học và quá xấu hổ nên đã không tìm đến sự giúp đỡ từ gia đình, hoặc sự giúp đỡ từ phía gia đình thực chất là không tồn tại để tìm đến. Với chiêu bài ở làng người ta, nhà người ta xây rất to, rất đẹp rồi bảo bác cho con bác đi đi, sang đấy có cháu giúp đỡ cho, là một năm dư sức trả nợ, có tiền rồi. Hoặc người ta bỏ số tiền để mua vật tư rồi thuê người khác set up cho người làm, xong thuê người khác hướng dẫn người làm. Xong người làm đó làm được bao nhiêu thì đưa hết tiền về rồi chia đuôi. Rất nhiều người từ Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng và Quảng Bình làm nghề trồng cần sa tại Hoa Kỳ từ những lời dụ ngọt trên.